Suy cho cùng thì quá trình thấu hiểu bản thân không phải là một sự chuyển đổi mà là việc nhớ lại con người thật của bạn. Đời người thì vô cùng ngắn ngủi. Bạn đừng nghĩ điều này là cái gì đó đáng buồn mà thực ra đây là điều có thể tạo cảm hứng và động lực cho bạn. Vì khi biết rằng đời người là hữu hạn, dù bạn sống 100 năm hay chỉ còn 1 năm nữa để sống, thì hãy luôn nhớ rằng đừng kìm hãm việc bộc lộ tài năng xuất chúng trong bạn. Đừng ngần ngại làm những việc mà trái tim, linh hồn bạn cảm thấy đúng đắn nhất. Đừng để nỗi sợ bị phán xét, bị cười nhạo của người khác ngăn cản bạn. Bạn và tôi bắt buộc phải nhìn nhận, đối diện với những năng lực thiên bẩm của chính mình để không chỉ sống một cuộc đời rực rỡ và thực hiện sứ mệnh của mình mà còn vì lợi ích của thế giới này. Bạn biết không, 22 năm trước tôi viết cuốn sách Ai sẽ khóc khi bạn lìa xa. Cuốn đó nói về việc để lại di sản cho cuộc đời, trước khi cái ý tưởng này trở nên khá phổ biến ngày nay. Khi biết đời người ngắn ngủi, bạn nên nghiêm túc nghĩ về việc mình sẽ để lại ảnh hưởng gì cho thế giới này. Bởi vì cuộc sống có dài đến mấy, cũng chỉ là cõi tạm. Nếu bạn đã từng được thấy một ai đó đang chỉ còn vài phút cuối cùng của cuộc đời, họ thực sự không ước họ đã có nhiều của cải tiền bạc, họ không ước ao về danh vọng, họ không ước có nhà cao cửa rộng hay có chức cao vọng trọng. Đi đến cuối hành trình sống, tất cả chúng ta đều có chung mong muốn. Đó có thể là kết nối sâu sắc hơn với người ta yêu thương, là ước muốn được thong dong đi giữa cuộc đời, là ước gì ta đã sống tử tế hơn và có ích hơn với mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại.